hôm nay cũng giới thiệu cho mọi người chợ đêm ngay chỗ 30/4. Đây là cái đường Hai Bà Trưng. Hôm nay mình sẽ đi ở phía bên phải trước. Chợ đêm này đã hình thành từ rất lâu, nó chỉ hoạt động vào ban đêm thôi. Hôm nay chưa thật gì vậy? Thôi nè, chứng tội nhiều lắm, đừng quay nghe bên đây. Có hỗ trợ này, có tiền nữa không? Có hỗ trợ gì không? Có... Hôm nay thì trời sẽ mưa rồi. Đây mình sẽ đi vào bệnh viện. Khu bên đây thì chỉ có một thằng thôi. Đây là quá trình bốc dở. Đây là trái hồng. Ủa cô, cái này là mình bán nguyên một cái này luôn ha cô, hay là mua thì bán, mua thì thôi, mua luôn thì cũng bán. À dạ. Không, nhưng mà cô bán bán sỉ hay là chỉ bán bán sỉ bán lẻ luôn? Bật lên cho tao quay cũng chết được chạy đâu. Bán sỉ không à? Con đâu đi ngang đây ít có dám ghé mua nó, nó bác sĩ không mà nên nó không giờ mua đâu. Và cái này mình thăng loại thêm một cái nữa không? Nhãn da bò nó bự trái cũng bự. Ở đây mình có nhãn là nhãn chuột. Cái nào đây đây.
xưa nghe nói cái sự tích bởi năm coi là do khi mà chồng thì có cũng có điện đó, là có một người đó điện với mẹ cái trái này và đã bị ông cụ bắt và đã thăm thôi, sau đó sự tích là có rồi là bữa năm coi đó là một sự tích về bữa năm coi rồi, còn sự tích khác mình không có được thấy. Bào lưới cho nó chắc chắn rồi không bị chạy bây giờ hàng cái con mắt mới có đầu vụ mới có ha, mới có là được mấy ký thôi, nhiều nhiều lắm rồi.
dùng thức ăn luôn nè, còn vừa lò mà ăn luôn cả. Tôi cảm ơn chú. Cần hơi trở xuống không ạ? Thì mọi người có thể liên hệ mình ở dưới hoặc comment cũng được. Dạ, cảm ơn mọi người đã theo dõi.